Tổng thống Hoa Kỳ từ Tel Aviv thông báo đã mới thuyết phục được Israel chịu mở hành lang nhân đạo, đưa hàng viện trợ của cộng đồng quốc tế vào Gaza qua cửa khẩu của Ai Cập, Rafah. Đây được coi là thành quả rõ rệt nhất của ông Biden sau cuộc hội đàm với ông Netanyahu và Tổng thống Ai Cập là Al-Sisi ngày hôm qua 18 tháng 10. Để thuyết phục các bên thì Tổng thống Mỹ phải cam kết một khoản viện trợ nhân đạo cho thường dân Palestine tại giải Gaza cũng như cái vùng Cisjordan mà bị chiếm đóng. Thì quý vị thấy ông làm gì làm, lúc nào Mỹ cũng là gì quý vị, tiền. Khi mà dàn xếp trong cái gì là tôi phải dúi tiền cho cả thế giới, cho nên lúc nào Mỹ cũng đóng vai một tay nghĩa là chọc phú, mặc dù nợ ngập đầu quý vị biết rồi, khổ lắm. Cho nên là đó, bây giờ muốn hứa cái để được cái mở cửa hàng lao nhân đạo này là quý vị thấy không, lại phải đưa một số tiền. Và Tòa Bạch Ốc gấp rút yêu cầu Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ phải thông qua cái gói viện trợ 10 tỷ đô cho Israel. Mặc dù Israel cũng là quốc gia giàu mạnh, họ không cần đâu, nhưng mà dĩ nhiên cũng phải có những cái cử chỉ, những nghĩa cử cho đẹp cho thằng đàn em mình. Chứ thực ra thì Do Thái nó dư sức đứng mình, ngay cả chiến tranh không cần Hoa Kỳ nữa, nhưng mà vẫn đứng thì có vẻ biểu dương cái lập trường ủng hộ đồng minh Do Thái. Chứ thực ra Do Thái nó dư sức, quý vị biết bao nhiêu cuộc chiến trước đây rồi, cái khối Ả Rập này 6-7 nước vẫn không đánh lại Do Thái, chúng ta nên nhớ điều đó. Thông tin viên từ Jerusalem là Michael Poe đã giải thích chủ trương của ông Netanyahu thật ra chỉ mới đồng ý về nguyên tắc. Tel Aviv cần bảo đảm là hàng viện trợ nhân đạo không lọt vào tay phong trào khủng bố. Đó, bên Do Thái họ muốn là cứu trợ những người dân lương thiện thôi, còn không được vào tay cái hàng viện trợ đó, vào tay cái đám Hamas. Mỹ đồng ý hỗ trợ Israel về mặt quân sự quy mô chưa từng có. Tel Aviv đã được trang bị những vũ khí đạn dược mà từ trước đến nay Washington chưa bao giờ cung cấp cho Israel. Hoa Kỳ cũng hứa một cái sự hợp tác quân sự mà theo Israel sẽ làm thay đổi tình huống trên mọi phương diện. Và đổi lại thì Tổng thống Biden cũng ấn định một số lằn ranh không thể vượt qua. Chẳng hạn như Hoa Kỳ đòi Israel phải cho phép đưa lương thực, nước uống, thuốc men vào giải Gaza để giúp cho người thường dân Palestine. Israel đã bật đèn xanh cho việc cung cấp các hàng viện trợ nhân đạo. Và văn phòng Thủ tướng Netanyahu cũng nhấn mạnh Israel sẽ không cho phép tổ chức Hamas được đụng chạm gì tới những cái viện trợ này. Moscow hôm nay cũng đã thông báo sẽ gửi 27 tấn hàng viện trợ cho thường dân giải Gaza qua ngã Ai Cập, theo bộ đặc trách điều phối các tình trạng khẩn cấp của Nga. Chuyến bay đầu tiên đã khởi hành từ phi trường Ramenstor, tức là ở gần thủ đô Moscow sáng nay và trực chỉ Ai Cập. Số hàng viện trợ này chủ yếu gồm đường, bột mì sẽ được trao cho Hội Hồng Thập Tự Ai Cập quản lý. Và thưa quý vị, là ông Putin và Nga đó tỏ ra thương xót, cũng bảo trợ giúp đỡ một chút đỉnh cho có. Nhưng khi thực ông Biden, Putin thì ông đang vui vì trải quân vậy. Hoa Kỳ thất bại, trải quân vừa phía Ukraine vừa phía Israel thì sẽ không hết mình cho bên Ukraine, và lúc đó Putin tha hồ theo ý nghĩa chủ quan ông ta thôi, dập vùi, vì ông ta vẫn nói mà, ông ta đánh tan Ukraine mà. Thành ra là ông ta đang vui chứ phải gì, và ông ta còn muốn cho cái chiến tranh Ukraine này, chiến tranh Israel này quý vị kéo dài ra để cho Mỹ bận tâm bên này và không dịu bên kia, nơi lơi bên kia thì gã sẽ tha hồ, gã nghĩa là trù dập đó thưa quý vị.